Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh chân thành chúc mừng tân đại sứ nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam, đồng thời khi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Đại sứ quán Nhật Bản trong quá trình thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản nói riêng trong nhiều năm qua. Hy vọng mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung trinh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới đại sứ ito naoki sẽ là cầu nối phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng của thành phố đà nẵng trong lĩnh vực công nghệ cao vi mạch bán dẫn giáo dục du lịch và cảng biển tân đại sứ nhật bản tại việt nam ito naoki cảm ơn và vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố Tân đề xứng nhấn mạnh về những giá trị tiềm năng của Đà Nẵng và khẳng định sẽ tiếp tục góp sức đồng hành cùng thành phố trên các lĩnh vực phù hợp và hy vọng Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại thành phố. Đồng thời hy vọng các hoạt động lễ hội Việt Nam Nhật Bản đang diễn ra tại thành phố Đà Nẵng sẽ giới thiệu kết nối các địa phương doanh nghiệp Nhật Bản đến Đà Nẵng, góp phần thắt chặt mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian đến.